các em nha. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong tiết số 1 tuần 14 vở luyện toán lớp 5 tập 1. Và các em nhớ là trên kênh của chúng mình thì chương trình sách giáo khoa của môn toán lớp 5, kể cả sách đại trà hay là theo mô hình trường học mới VN, thầy đã làm xong cho chúng ta rồi. Vở bài tập tập 1, tập 2 của môn toán chúng ta cũng đã có các cái phiếu bài tập cuối tuần từ tuần số 1 đến tuần 35. Chúng ta cũng đã có đầy đủ ở trên kênh, kể cả những đề kiểm tra giữa kỳ 1, giữa kỳ 2, cuối kỳ 1, cuối kỳ 2, và giới thiệu những cái đề cho các em vào lớp 6, trường chuyên, lớp chọn, đều có hết rồi nhé. Các em tìm ở trên kênh để chúng ta học nha. Rồi, và bây giờ thì mời các em mở sách này ra, trang số 70. Chúng ta sẽ cùng vào cái tiết học hôm nay. Đó, chúng ta sẽ vào cái bài đầu tiên này. Người ta yêu cầu mình là đặt tính rồi tính. Ta sẽ đến với câu A. 13 chia cho 4. Vậy chúng ta sẽ đặt tính. Đây là chia một số tự nhiên cho một số tự gì? Tự nhiên thôi. Rất là đơn giản đúng không các em? 13 này. Chia cho 4 này. Các em nhớ dùng thước chúng ta kẻ cho thẳng nha. Không có kẻ tay nha. Rồi. Vậy thì ở đây chúng ta thấy nè. 1 không chia cho 4. Vậy lấy 2 chữ số là 13 đúng không? Vậy thì 13 chia cho 4 thì được mấy nhỉ các em nhỉ? Được mấy? Được 4 không? Không được, 44, 16 rồi, chỉ được 3 thôi đúng không? 3 nhân với 4 là 12. 13 này, các em trừ đi 12 thì còn dư mấy? Dư 1 nè. Được chưa? Đó. 1 nè. Bây giờ nè. Thêm chữ số 0 thì chúng ta sẽ phải đánh dấu gì? Dấu phẩy ở bên thương nè. Được chưa? Thì 10 chia cho 4 thì chỉ được mấy thôi? Được 2 thôi đúng không? 2 nhân với 4 là 8. 10 trừ 8 thì còn dư gì? Dư 2. Được chưa? Thêm tiếp số 0 nữa là 2 gì? 20. 20 chia cho 4 thì được 5. 5 nhân 4 20. 20 trừ 20 bằng 0. Đấy, như vậy thì đây là chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương là số thập gì? Thập phân, đúng không? Đấy. Tương tự như vậy chúng ta sẽ đến phép chia thứ 2. 69 nè. Chia cho bao nhiêu? Chia cho 12 nè. Đó, các em viết thưa ra để chúng ta thực hiện nhé. Nhớ dùng thước kẻ cho thẳng nha. Rồi. 6 nè. Không thể chia cho 12. Phải lấy 2 chữ số là 69 chia cho 12. Thì các em sẽ nhẩm là 6 chia cho 1. Thì chỉ được khoảng mấy lần thôi? 5 lần thôi đúng không? Các em nhân lên nè. Nhân lên nha. 5 nhân với 2 bằng 10, viết 0 nhớ 1 nè. 5 nhân 1 là 5, nhớ 1 là 6. Vậy thì 69 mà trừ 60 chúng ta sẽ còn dư mấy đây? Dư 9 nè. Đó, vậy thì đây là dư 9 nè. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ phải thêm một chữ số 0 là 90. Chia cho 12 thì bên thương phải đánh dấu phẩy. 90 mà chia cho 12 thì được khoảng mấy? 7 lần thôi đúng không? Tức là 9 chia cho 1. 7 nhân 2 14 nè. Các em nhân lên nè. 7 x 2 14, viết 4 nhớ 1 nè. 7 x 1 là 7, nhớ 1 là 8. Vậy thì 90 mà trừ đi 84 thì còn dư mấy? Dư mấy các em? Dư 6 đúng không? Đó, dư 6 nè. Thêm tiếp số 0 nữa nè. 60 mà chia cho 12, chúng ta vừa chia đây đúng không? Được mấy? 5. 12 x 5 60, 60 trừ 60 bằng 0. Được chưa? Rồi, ta đến với phép chia thứ 3 là 135. 1, 3, 5 nè. Chia cho bao nhiêu? Chia cho 36 nhé. Chia cho 36 nè. Ta dùng thước ta kẻ cho thẳng nhé. Rồi, 13 không chia được, phải lấy cả 3 chữ số thì được khoảng mấy lần? 3 lần đúng không? Em nhân lên. 3 x 6 18, viết 8 nhớ 1. 3 x 3 là 9, nhớ 1 là 10. Được chưa? Các em trừ đi nè. 15 trừ đi 8 thì bằng 7 nè. 3 trừ đi 1 thì còn 2. Như vậy thì còn dư bao nhiêu? 20 mấy? 27 nè. Đó, còn dư đây là 2, 27. Bây giờ chúng ta thêm một chữ số 0 thì sẽ đánh dấu phải bên gì? Bên thương nè. Được chưa? 270 chia cho 36 thì được khoảng mấy? 7 lần, đúng không? Đó, chúng ta nhân lên. 7 x 6 42, viết 2 nhớ 4. 7 x 3 21, 21 nhớ 4.
là 25, đúng không? 12, 10 trừ đi 2 thì bằng 8 này, 7 trừ đi 6 thì còn mấy? Còn 1. Như vậy đây còn dư bao nhiêu? 18 này. Thêm một chữ số 0 nữa là 180 chia cho 36 thì được khoảng mấy lần các em? 5 lần. Như vậy thì sẽ bằng 0. Được chưa? Đó, chú ý chúng ta làm nha. Rồi, đến câu B nè. Câu B người ta cho nè, cũng là đặt tính rồi tính, nhưng mà họ yêu cầu này thương chỉ lấy hai chữ số ở phần thập phân. Tức là gì? Chúng ta chỉ lấy hai chữ số ở phần thập phân này thôi, còn nó dư hay gì thì kệ nó. Được chưa? Rồi. Hai mươi lăm chia cho bao nhiêu? Chia cho 52. Đó. Chia cho nè 52 nè. Đó, vậy thì đây chúng ta phải xử lý nè. 25 này nè, chúng ta thấy số bị chia nhỏ hơn số chia. Do vậy chúng ta phải thêm một chữ số 0 ở số gì? Số gì? Số bị chia. Thêm chữ số 0 thì thương ở đây phải là gì? Số 0 và đồng thời đánh dấu gì? Dấu phẩy. Được chưa? Bây giờ chúng ta là 250 chia cho 52 sẽ được mấy lần các em? Được 54 20 được 4 lần thôi. 4 x 2 là 8 nè. Và 4 x 5 là 20. Vậy thì 10 trừ 8 bằng 2. 5 trừ đi 1 thì bằng mấy? 4. Như vậy đây còn dư bao nhiêu? 42. Được chưa? Dư là 42. Bây giờ chúng ta sẽ lấy 42 nè chia cho 52 thì chúng ta phải thêm gì? Thêm một chữ số 0 nữa là 420. Được chưa? Thì được khoảng mấy lần gam? Khoảng 8 lần thôi. 8 nhân với 216 viết 6 nhớ 1. 8 5 40 nhớ 1 là 40 mấy? 41. Vậy thì 10 trừ đi 6 bằng 4. 2 trừ 2 bằng 0. 0. Như vậy đây sẽ còn dư mấy? Dư 4 à. Đó, vậy thì đây là phép chia chúng ta là có dư này. Được chưa? Rồi tương tự như vậy, chúng ta sẽ đến với phép chia thứ hai là 48 nè. Các em chia cho 23. Nhớ dùng thước các em kẻ nha. Rồi, vậy chúng ta chia bình thường nè. 48 chia cho 23 thì sẽ được mấy? 1. 1 x 23 là 23 nè. 48 giờ trừ đi 23 nè. Thì bằng mấy đây? 10. 15 đúng không? Đó, vậy thì đây sẽ còn dư là 15. Thêm chữ số 0 thì đánh dấu phẩy nè. Đúng không? Yên xem nào. Nhẩm lại coi nào. Tám trừ đi ba bằng năm. Bốn trừ đi một. Bốn đây còn hai chứ. Đúng không? Xem nào. Hai lần được không? Hai nhân ba là sáu. Hai nhân hai là bốn. Được hai lần sao mà chúng ta không lấy hai mà lại lấy một nhỉ? Đúng không? Ta lấy 2 lần đi. Vậy cái này được 2 nhé các em. Đây là số 2 nha. 2 nhân với 23 thì sẽ là 40 mấy? 2 nhân 3 nè, là 6 nè, 2 nhân 2 là 4 nè. Đó, vậy thì sẽ còn dư 2 nè. Đấy. Rồi cái này thầy đặt phép chia lại nha. Ta bỏ cái này. Đó, khi mà sai thì chúng ta chỉ gạch đơn giản vậy thôi, không phải tẩy xóa gì nha. Rồi. 48 nè chia cho 23. Được chưa? Rồi các em thực hiện nè. 48 chia 23 sẽ được 2 nè. 48 trừ đi 23 trừ đi 46 nè, nhân lên là 46. Vậy thì đây còn dư gì? Dư 2 thôi nha. Rồi bây giờ nè, 2 nè, rồi chúng ta thêm số 0 nè, nó là 20. 20 mà chia cho 23 có chia được không các em? Chưa chia được, đúng không? Vậy thì lại phải thêm một chữ số 0 nữa là 200. 200 chia cho 23 được mấy lần các em? 8 lần. 8 x 3 24, viết 4 nhớ 2, 8 2 16. 16 nhớ 2 là 10, 18 nè. Còn 4 nè. 10 trừ 9 còn 1 nè, được chưa? Đúng chưa?
Đây là 6 chứ. 10 trừ đi 4 bằng 6. Vậy thì đây sẽ còn dư là 10. 16 nè. Thêm 1 chữ số 0 nữa nè. Là 160 chia cho 23. Được khoảng 6 lần. 6, 3, 18, viết 8 nhớ 1. 6, 2, 12 nhớ 1 là 13. Đấy, như vậy 10 trừ 8 bằng 2. 6 trừ 4 bằng 2. Hết. Như vậy đây sẽ còn dư là 20 mấy? 22. Được chưa? Đó, chỗ này chúng ta chú ý thầy làm sai ở đây nhá. Rồi, thầy sửa lại bên này. Rồi, đến bài số 2. Thầy yêu cầu là tính. Vậy thì ở đây chúng ta có phép tính nè. Câu A nè. 1, 2, 3 chia 4 lại chia tiếp cho 25. Đấy. Vậy thì các em cứ thực hiện ta chia gì? Chia tuần tự này thôi. Các em làm nơi giấy nháp. 1, 2, 3 chia cho 4 rồi chia cho bao nhiêu? Chia cho 25. Vậy thì 1, 2, 3 chia cho 4 các em chia ra sẽ được là 30 phải gì? Phải 75 này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chia cho mấy? Chia cho 25. Đó. Được chưa? Vậy thì khi thực hiện phép chia này chúng ta sẽ được kết quả là 1, bao nhiêu? 1,23. Đúng chưa? Rồi tương tự như vậy đây chúng ta sẽ thực hiện phép nhân trước rồi đến phép gì? Phép chia. 2,34 các em thực hiện nhân với 5 thì sẽ được là 11,7 nè. Chia cho mấy? Chia cho 6 nè. Thực hiện 11,7 chia cho 6 ta được kết quả là 1,95. Được chưa? Rồi, tương tự như vậy ở đây chúng ta cũng thực hiện phép chia trước nè, sau đó đến cộng nè. 3,4 chia cho 5. Đó, 3,4 chia cho 5 thì nó sẽ được là 0, bao nhiêu? 60,68 cộng với 7 phải gì? 26. Đó, kem cộng vào thì sẽ được kết quả là 7 phải gì? 62 là 8. 8,6,14. Vậy thì 7,94. Được chưa? Rồi, câu cuối cùng nè. Thực hiện chia trước sau đó đến gì? Đến trừ. Vậy thì chúng ta thực hiện phép chia ở đây thì sẽ được là 2,6067 trừ cho 0,1018. Thì khi thực hiện phép tính trừ này sẽ được kết quả là 2,49. Đúng không? 18, 17 trừ đi 8 đúng rồi. 2,49. Được chưa các em? Đấy, xong nhá. Rồi, chúng ta sẽ đến với bài số 3. Là nối các cái biểu thức có giá trị bằng nhau. Vậy thì chúng ta cũng sẽ làm là giấy nháp thôi. Để chúng ta gì? Tìm xem kết quả của những cái anh này nè. Bên này là bao nhiêu, rồi bên này bao nhiêu chúng ta sẽ nối với nhau. Vậy thì đây thầy sẽ cho chúng ta về kết quả nè. 2,3 kem nhân với 0,4 thì chúng ta sẽ được kết quả của thằng này là 9,2. Kem không biết vào đây nha. Rồi, anh này 3,6 mà nhân với 1,25 chúng ta sẽ được kết quả là 4,5 đúng không? Đúng nè. Rồi, và anh này sẽ là 0,3. Đó, tương tự như vậy ở đây chúng ta nhân lên nè. Nhân rồi chia nè, cũng sẽ được đây là 4,5 nè. Anh này sẽ là 0,3 và anh này sẽ là 9,2. Đấy. Đúng không? 2,3 nhân 10 tức là gì? 230. Đó, 230 kem chia cho 25. 23 chứ. Từ. Xem nào. 2,3 đây nhân với 4 nè. Nhân với 0,4 thì bằng 9,2. Ba mươi sáu chia cho 8 thì được 4,5. Anh này là 0,12 nhân với 10 thì chúng ta sẽ là 1,2 mà chia cho 4 thì bằng, đúng rồi, vậy thì 2,3 nhân với 10 chúng ta dịch chuyển một dấu phẩy, đúng không?
dịch chuyển ở đây sẽ là gì? 23. Đó, vậy thì giờ chúng ta thực hiện phép tính coi nào. Như vậy kết quả ở đây chúng ta sẽ nối những cái anh có kết quả trùng với nhau nè. Anh này là 4,5 đúng không? Thì chúng ta sẽ nối với 4,5 nè. Anh này là mấy? Anh này là mấy đây? Này là 9,2 nè. Đấy. Rồi, và anh này 0,3 chúng ta nối vào. Được chưa các em? Xong nhá. Được chưa nào? Đấy. Rồi, chúng ta đến bài số 4. Trong 2 giờ, xe máy đi được là 61 km. Và trong 4 giờ thì ô tô đi được bằng này. Hỏi mỗi giờ. Vậy thì bây giờ xe máy nhiều hơn ô tô bao nhiêu? Vậy thì bài toán này quá đơn giản rồi. Chúng ta chỉ cần tính mỗi giờ của xe máy và tính mỗi giờ của ô tô. Sau đó lấy mỗi giờ ô tô trừ đi xe máy là xong thôi. Đúng không? Chúng ta sẽ trả lời số km xe gì? Xe máy đi trong mấy giờ các em? 1 giờ đúng không? Đi trong 1 giờ là, vậy thì 2 giờ nó đi được bằng này thì chúng ta sẽ lấy là 61 chia cho 2. Được chưa? Vậy thì nó sẽ bằng bao nhiêu? 30,5 km. Rồi tương tự như vậy chúng ta sẽ tính là số km ô tô đi gì trong 1 giờ đúng không? Là đấy sẽ là bao nhiêu? 161 chia cho mấy? Chia cho 4 để tìm ra 1 giờ. Thì nó sẽ bằng bao nhiêu? 40 gì? Phải 25 km. Vậy thì chúng ta sẽ có cái trả lời ngay là gì? Vậy thì số km ô tô đi gì? Nhiều hơn à? Nhớ cái cụm từ này nha. Đi nhiều hơn xe máy trong 1 giờ hay là trong mỗi giờ đúng không? Trong 1 giờ là, ta sẽ lấy số km của ô tô là 40,25 trừ đi xe máy là 30,5. Được chưa? Để thực hiện phép trừ này thì sẽ bằng bao nhiêu các em? Từ thì chia lại cái này xem là 61 này, chia cho 2. 6 chia 2 được 3, 3 2 là 6 hết 1, dấu phẩy 10 chia 2 bằng 5. Đúng không? Hết nè. Rồi, giờ chia lại cái này xem có phải bằng 25 không nhá. 161 nè, chia cho 4 nè. 16 chia 4 được 4, 4 16 hết 1, dấu phẩy nè. 10 chia 4 thì bằng 2, 24 là 8 còn dư 2. Đúng rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta chỉ việc là gì? 40 phải bao nhiêu? 25 nè. Các em trừ đi bao nhiêu? Trừ đi 30,5 nè. 30,5 đúng không? Vậy thì 5 ở đây trừ 0 thì sẽ là 5 nè. 12 mà trừ đi 5 thì bằng mấy? Bằng 7 nè. Đúng không? Viết 7 nhớ 1 nè. 0 này trừ đi 1, tức là 10 trừ đi 1 thì sẽ bằng 9. Viết 9 nhớ 1. 4 trừ đi 4 bằng 0. Như vậy thì ở đây sẽ là gì? 9 phải bao nhiêu? 9 phải bao nhiêu gam? 75. Đúng không? 9,75 km. Rồi, và chúng ta sẽ ghi đáp gì? Đáp số. Như vậy thì trong 1 giờ ô tô sẽ đi nhiều hơn xe máy là 9,75 km. Được chưa? Rồi, bài số 5. Rất là quen thuộc rồi, tìm x rồi. Thầy nói rất là nhiều, lúc nào chúng ta xác định x nó đóng vai trò vị trí gì trong cái bài toán. Rồi, vậy đây nè. Có nhân, có cộng nè, có nhân nữa nè.
Vậy thì các em lại nhớ ra cái loại toán này. A nhân với gì? B cộng C này. Đó. Thì nó sẽ bằng A nhân với B cộng A nhân với gì? Nhân với C này. Đó, vậy thì thằng A đây này, nó xuất hiện hai lần này. Ta nhìn thấy này, x này. Được chưa? Thấy dạng toán này chưa? Đó, vậy thì giờ chúng ta lại đưa từ cái thằng này nè sang cái dạng tổng hợp bên nào. Thì x đây sẽ là gì? Là A này. Đó, x này. Nhân với này, mở ngoặc này. B đây chính là mấy? 1,6. Cộng với C này. C đây chính là bao nhiêu? 0, mấy đây? 0,4. Được chưa? Rồi cái vế bên này bằng số 7 thì chúng ta không đụng chạm về tới nó. Để nguyên. Đó, bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là thực hiện phép tính gì? Cộng. Thì 1,6 mà cộng 0,4 thì nó sẽ bằng gì? Bằng 2 đúng không? Đấy, bằng 7. Thừa số, nhân thừa số bằng tích. Vậy thì x này sẽ bằng gì? 7 chia cho gì? Chia cho 2. Đó, và các em thực hiện phép chia sẽ được là bằng mấy? 3,5. Được chưa? Đó, rất là đơn giản nhé. Rồi sang đây thì chúng ta lại có cái dấu hiệu thứ hai là A nhân với B trừ C, đúng không? Đó, thì nó sẽ bằng là gì? A nhân với B trừ A nhân với gì? Nhân với C này. Đó, vậy thì cái thằng A đây này, đó, chính là x đây này. Được chưa? Đó, đây là tính chất gì? Giao hoán, đúng không? Đó, thì các em phải nhớ. Vậy thì A đây chính là x này, nhân với này, 5,2 này, trừ đi C đây là 1,2. Được chưa? Bằng 3. Chúng ta giữ nguyên. Đó. Rồi, vậy thì x sẽ nhân, các em trừ nè, 5,2 mà trừ đi 1,2 thì chỉ còn mấy thôi? 4 đúng không? Bằng 3. Thừa số tích. Vậy thì bây giờ muốn tìm một thừa số thì chúng ta lại lấy gì? Tích của nó là 3 chia cho thừa số còn lại. Vậy thì 3 mà chia cho 4 thì bằng 0 phải mấy? Tức là 30 chia cho 4 thì sẽ là 70 mấy nhỉ? 75. Vậy thì nó sẽ là 0,7 gì? 75. Được chưa? Đấy, như vậy thì đến đây thầy và các em đã thực hiện xong cái tiết số 1 của tuần 14 nhé. Và các em nhớ là đừng quên chia sẻ video và giới thiệu kênh của chúng mình đến các bạn đang học ở trong lớp trong trường, bởi vì nó là hoàn toàn miễn phí. Tạm biệt các em.